Ngày 31 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổng duyệt chương trình khánh thành cầu Cổ Phúc. Tại lễ tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của sở ngành, đơn vị có liên quan phục vụ cho lễ khánh thành cầu Cổ Phúc được diễn ra vào sáng 1 tháng 1 2021, chào đón năm mới 2021. Chương trình nghệ thuật chào mừng đảm bảo mang đậm sắc màu dân tộc trên địa bàn huyện Trấn Yên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu bổ sung hình ảnh minh họa về con người quê hương Trấn Yên trong thời kỳ đổi mới. Đối với công tác trang trí khánh tiết tại khu vực lễ đài, khu vực cầu và dọc tuyến đường Yên Bái Khe Sang phải đảm bảo trang trọng và tuyệt đối an toàn. Lực lượng công an cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.